ngày mùng 10 tháng 9, Thánh Nicola Tolentino. Thánh Nicola Tolentino sinh năm 1245 tại Ancona, nước Ý. Song thân Ngài đã phải lo lắng chờ đợi rất lâu, cho tới khi có được một con. Nicola là hoa trái của lời cầu nguyện và của chuyến hành hương kính viếng đền Thánh Nicola Paris. Song thân rất biết ơn Thánh Nicola Paris đến nỗi đã nhận tên Ngài mà đặt cho con trai của mình. Khi lớn lên, Nicola cho biết Ngài muốn làm linh mục. Nicola đã cầu nguyện và sống thân mật với Thiên Chúa. Các bạn hữu của gia đình Nicola thì muốn Ngài làm linh mục trông coi một sứ đạo thật giàu có để dễ dàng được thăng quan tiến chức. Phần Nicola, Ngài không nói nhiều mà chỉ im lặng tìm hiểu. Ngày kia, Nicola ghé vào một nhà thờ. Ngài được nghe thấy vị linh mục rất nhiệt thành thuộc dòng Augustino giảng rằng: đừng để lòng mình dính bén thế gian và những của cải đời tạm, vì thế gian này đang qua đi. Nicola suy nghĩ nhiều về câu nói ấy. Ngài đã bỏ đi mà những lời thuyết giảng của vị linh mục cứ vang mãi trong đầu. Nicola nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã dùng vị giảng thuyết này để tỏ cho Ngài biết ơn gọi của Ngài. Đồng thời, Nicola đã nhận biết tầm quan trọng của việc rao giảng lời Chúa, và Nicola quyết định xin gia nhập dòng của vị linh mục này. Đó là dòng Augustino, và vị linh mục kia chính là cha Regino, sau này làm cha tập sự của Nicola. Nicola tuyên những lời khấn thánh khi mới được 18 tuổi trọn. Sau đó, Nicola học làm linh mục. Ngài được thụ phong vào khoảng năm 1270. Rồi cha Nicola đã thuyết giảng tại nhiều xứ đạo. Một ngày kia, đang lúc cầu nguyện trong một nhà thờ, Nicola dường như nghe thấy một giọng nói: hãy tới Tolentino, hãy tới Tolentino, hãy ở lại đó. Ít lâu sau, Nicola được sai tới thành phố Tolentino và Ngài đã trải qua 30 năm sống tại đây. Vào thời ấy, tình trạng chính trị không mấy ổn định. Nhiều người không chịu đi lễ để nghe giảng và tôn thờ Thiên Chúa. Các cha dòng thánh Augustino thấy rằng cần thiết phải rao giảng ngay trên các đường phố, và Thánh Nicola được chọn để thực hiện quyết định này. Thánh nhân đã thuyết giảng tại các nơi có đông người tụ họp. Người ta lắng nghe Nicola giảng giải, và nhiều người đã từ bỏ lối sống tội lỗi và các đam mê xấu. Họ nhất quyết sống cuộc đời tốt hơn. Cha Nicola đã trải qua hàng giờ mục vụ tại các khu nghèo nàn của thành phố Tolentino. Ngài viếng thăm những người cô thế, ban bí tích cho nhiều người bận hoạn và hấp hối, quan tâm đến nhu cầu của trẻ em và thăm viếng tù nhân. Thánh Nicola được ơn làm phép lạ ngay khi còn sống. Lần kia, thánh nhân đặt tay trên một em nhỏ và nói: xin Thiên Chúa nhân từ cứu chữa con. Và lập tức em nhỏ được lành bệnh. Thánh Nicola Tolentino trải qua một năm chịu bệnh trước lúc qua đời ngày 10 tháng 9 năm 1305. Ngài được Đức Thánh Cha Eugenio IV tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1446. Thánh Nicola Tolentino là hoa trái lời cầu nguyện của song thân Ngài. Vì lắng nghe tiếng Chúa, thánh nhân đã có thể giúp đỡ nhiều người thành tâm tìm kiếm Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nài xin Thánh Nicola Tolentino giúp chúng ta cũng biết để ý lắng nghe tiếng Chúa như thánh nhân. Tin mừng nét.